Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của tiếng Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay tiếng lại tiếp tục cập nhật cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới câu chuyện của chị Hà té xà lan mà 12 ngày mới tìm được ở cầu Dầm Cống nha cô chú anh chị. À, quá trời hot rồi cô chú anh chị ơi. Răng răng từ ngày hôm qua tới giờ từ khi à mà gì năm lên tiếng nha Sau bao nhiêu tháng ngày im lặng thì bỏ hỏm thì gì Mười lên tiếng rồi hôm nay vì năm lên tiếng mà thấy mặt gì năm phờ phạt lắm nha lo lắm nha em biết bữa giờ là lên uh, uh, chạy trọt ở đâu hoặc là đi đâu mà mất tích mấy ngày mà nói rằng uh, đi du lịch nha nha <laughs> đi du lịch sao nhìn mặt căng mặt buồn như gì năm gì năm nói gần là ai mà nói về gì năm là coi như là làm giàu cho gì năm vậy à, con xin chúc cho gì năm là ngày càng giàu nhé gì năm ha <laughs> thì ở quý vị biết rồi ngày hôm qua gì năm nói thì đây cũng giống như là một cái đòn tác thẳng mặt vào mặt anh tấn rồi tại vì chúng ta thấy rằng là những cái sự việc sự kiện nó gì năm nói một đằng anh tấn lại nói một nẻo vậy là ai đúng ai sai đây <laughs> thì bây giờ chúng ta sẽ vào từng phần nè để chúng ta nói nè để cho gì Năm nè, lần này dì Năm nói như vậy là chết anh Tuấn nữa rồi Chết nữa rồi, cái sự việc đang yên rồi Dì Năm lại nói nữa, bây giờ nó bùng lên nữa rồi Mà nó bùng với nhiều cái nữa Thứ nhất đánh giá về cái video clip đó Thì thật sự ra nếu mà chia sẻ thật tình á Thì tại sao phải cắt ghép nhiều như vậy Nó chỉ nói có mười mấy phút thôi mà lại cắt như vậy Vậy trong những cái khúc cắt đó là vì năm này đã nói những cái vấn đề gì mà cái người đưa video đó họ sợ khi mà tung cái thông tin nó ra thì càng bất lợi nữa nên họ cắt rất là nhiều ha có những khúc quý vị nghe nó bị cắt rồi không có lúc mà lòng âm vô nữa thì thật sự ra là chắc phải có cái gì đó tuôn à, luôn tuồn miệng nói ra mà à, nên à, cái gì họ nhớ được họ cắt để mà họ giảm bớt cái tình tiết ha nhưng mà ông đâu qua khỏi mắt cộng đồng đâu à, nên đầu tiên chúng ta phải nói về là hôm qua chị năm cũng ghê ha mạnh miệng ha nói cũng ghê ha vì năm giàu có quá lúc đầu thời gian vì năm than không có tiền nhưng mà nói một hồi cái gì năm nói than vì năm giàu có sà lan tiền không bao giờ mà để dưới sà lan dưới gì trên trăm triệu hết vậy mà cháu mượn có một trăm triệu à mà vì năm cũng không cho nữa vì năm giàu kiểu gì á không hiểu luôn á à, vì năm á, nói đầu thì dì năm đã quên đuôi lúc đầu á thì vì năm nói rằng ngân hà nó có tiền có vàng mà khúc sau á vì năm phải nói là nó không có tiền vậy là sao vì năm là có hay không còn nếu có thì tiền vàng để đâu thì bây giờ con cái không thấy nè à, mẹ không thấy nè thì giờ để trong két sắt thôi vậy vì năm nó mở két sắt ra gì có 13 triệu gì năm à, nhiều người người ta chứng kiến cái ngày hôm đó là sau khi mà phát hiện à, chị Hà té xà lan thì anh Tuấn này á là anh vô anh đập két sắt à, rất là nhiều người thấy Thì à, thì hỏi gì năm nè làm gì mà gấp đi lại lên hàng phải gấp gút chứ phải mà à, đập cái két sắt ra đúng không phải đập két sắt ra mà để mà lên hàng để đi giấy tờ lên hàng liền làm gì mà gấp gút dữ vậy trong khi á cháu của dì năm á cháu dâu á giống như là vợ của anh tuấn này đang nằm đang không biết đi gì đâu có tìm ở đâu nữa mà còn có lúc đó còn tâm trạng để mà lên hàng nữa không hiểu luôn á tâm trạng lúc đó người ta phải à người ta phải cấm rồi đó thật sự ra trễ một chuyến hàng nó cũng không có tổn thất bao nhiêu nó cũng không mất mát bao nhiêu bằng cái việc mà người ta nè đang tìm kiếm vợ mình mới là ưu tiên nè mà lúc đó lại đập két sắt vậy năm nói như thế này là năm nói là lúc đó là mẹ anh tuấn ở quanh gia đình anh tuấn cũng có mặt ở đó nhưng mà có mặt ở đó tại sao vì năm không mời những người nhà của anh tuấn lên xà lan để mà nhìn thấy để mà nhìn à coi trong nè đây là cái sắt của hai vợ chồng tôi nè tôi là một người rất là ngay thẳng bên đàng hoàng nè Đó dù đồ đạc trong đó thì chắc chắn là thuộc về tôi rồi Giỡn mắt thì đồ thuộc về chồng là chắc chắn rồi đó nhưng mà kêu lên đây nè chứng kiến nè ha đó tôi đập cái sắt ra để tôi lấy giấy tờ này, tiền bạc trong đây nè để rõ ràng minh bạch có gì đâu mà tại sao mà năm nói như vậy chết nữa rồi thà người ta nói à không có mẹ không có gì bà con không có nhà của chị Hà ở đó thì á, giả sử như mình cần giấy tờ quá mình mình đập cái sắt còn năm nói á mà có người nhà ở đó mà cũng không thông báo gì hết cũng không kêu lên xà lan để mà theo dõi đập cái sắt nữa vậy là chết nữa rồi năm ơi năm càng nói ra năm càng sai rồi đó bởi vì người ta mới lý giải tại sao mà anh tấn anh lại trong một cái cuộc nhậu ha anh lên anh chia sẻ nói rằng tôi cá 5 tỷ tài sản tôi bây giờ là chục tỷ trời ơi, từ một cái người từ một cái người mà xin vợ một triệu đồng vợ không cho quạo wow, phải chạy xa lan ở chỗ khác đó, sợ nó mất cỡ mà tự nhiên cái khi mà chị hà vừa mắt thôi là tuyên bố liền ai mà nhìn ai mà tìm được chị hà là thưởng 20 triệu đồng ai mà nhìn thấy là thưởng 10 triệu đồng em nói từ xưa tới giờ em đi quay biết bao nhiêu trường hợp giàu có nghèo có nhưng mà chưa bao giờ ai sang nhân tấn này dám thẳng thẳng tiên bố luôn à nếu mà thật sự đối với một cái trường hợp bình thường là chắc chắn là sẽ có người tìm được là sẽ có người có tiền rồi à, mà tại sao anh tuấn này anh dẫn dạt anh tuyên bố như vậy có phải chăng anh biết rằng á là cái khả năng mà tìm được nó rất là khó vì giống như treo cái giải thưởng ở tổ trên trời đó à, thì làm sao mà người ta giải thưởng mà giống như là không có khả năng tìm thấy được á thì làm gì mà chung thưởng nhưng mà đâu đó đâu đó cái ma xuôi quỷ khiến gì đó khiến cho một ông thầy rồi ông điện thoại xuống ông kêu làm mấy cái móc câu gà cái tự nhiên phụt lên đó. làm anh cũng hết hồn luôn làm anh cũng hết hồn luôn mà gì em mới nói rằng á là nổi thì có sao đâu à, mày neo hay quá ủa tự nhiên vợ mình mà người ta tìm được mà mình không mừng mình không vui mà vợ mày mình, mình neo hay quá nổi có sao đâu Nói cái vẻ mặt rất là tỉnh bơ luôn à, thật sự cái tâm lý em diễn biết bao nhiêu lần tâm lý nhưng khúc đó em cũng không có nghĩ ra cái câu nói đó được hết chỉ có khi mà giống như là mình nhọt mình em ví dụ như cô chú anh chị là giống như là bây giờ tôi giống đó rồi ủa sao tụi này nó hay vậy mà nó tìm được vậy cái mới nói được tại ông, ông neo hay quá y chang vậy y chang tâm lý là gì đó cô chú anh chị à, bảo vệ thấy không à, mà cái người mà ta nhìn thấy được á, thì cũng không đưa 10 triệu mà cái người người ta tìm được cũng không đưa 20 triệu à, vậy là sao mình hứa mà mình không chung là sao à, bởi vì quý vị thấy không một cái sự gian manh một cái sự ma ảnh ở đây à. rồi khi mà đưa vợ lên thì em nói thật sự ra không có trên đời này không có một thằng đàn ông nào mà lại để cho cái người khác lại đó để mà giải phẫu thi thể mình phụ cơ quan chức năng đó à. tại vì cũng phải đích thân mình tại đó là vợ mình mà phải đích thân mình đến đó để mà mình làm những cái đó để cho nó chọn cái nghĩa tình nghĩa vợ chồng đúng không mình đâu có thể để cho một cái người anh hay là một bất cứ ai mà đụng lên thi thể của vợ mình hoặc là làm những cái điều đó được đúng không mà anh lại để cho anh hai anh, anh đứng ở đó để anh anh thay thế anh thay mặt anh làm những cái việc đó. Thật sự ra anh có thương vợ anh không? Vậy tôi hỏi anh nè, đó tại sao anh thương vợ anh mà anh xin vợ anh để anh đi được chiến hàng với anh? Đó vì năm còn nói mà. Đó, vì năm còn nói mà. Trời ơi nó ham chơi lắm, nó ham ăn nhậu lắm. Trời ơi cái tuổi này biết bao nhiêu tuổi rồi. Hơn 40 tuổi rồi mà nó làm như là vì năm nó giống như nó còn bé bỏng nó còn nhỏ lắm trời ơi cho cho chiếc xà lan mẹ cho chiếc xà lan mà bắt phải trả góp nữa mà anh tấn này á thì anh ham chơi thì năm cũng thường nhận ham chơi rồi đúng không Và mà anh tự ghi trong đó nè cờ bạc gái gú bồ bịch nè trời ơi, gọi là tứ đổ tường đó tứ đổ tường đó một người thân ông mà dính tứ đổ tường thì bị hiểu rồi nó như thế nào rồi đúng không tứ đổ tường mà chị hà còn chịu đựng được mà cho cái xà lan thì cho cái gì cái đó là bán trả góp bán trả góp lại thì chị Hà phải làm dũng dắt giả dành góp tiền bây giờ tiền chia làm bốn cái phần có tấn này anh đi lo ăn chơi hết rồi thì bây giờ tiền ba phần còn lại thì chị Hà góp nói chung là góp góp chút để lấy được chiếc xà lan đó rồi sao rồi nâng cấp cái xà lan đó lên phải một tay chị Hà không đó phải một tay chị Hà mà tấn này đâu có phụ trong đó đâu vậy năm cũng thừa nhận là anh đi chơi mà cũng thừa nhận là cái việc mà mẹ chị Hà nói là có là đúng sự thật là ảnh đã từng giật cái giấy tờ trên tay của chị Hà để mà đi đi Bình Dương cầm và bắt buộc chị Hà phải lên lấy trời ơi, năm nói rằng năm thương năm thương chị Hà lắm thương lắm năm ơi gần 100 ngày trăm ngày năm có qua không năm thương quá bên nhà ai cũng thương hết trời ơi, ai cũng thương hết trơn á thì hỏi tại sao mà con người ta À, một mắt gần cả trăm ngày rồi bên nhà chồng nó không có một ai đến để mà đại diện để mà nói chuyện với mẹ người ta coi nghe sao được à, cũng không có ai đến đại diện để mà thắp một nén hương hoặc là coi mồ mả con dâu hay cháu của mình như thế nào ra thăm mồ nó là một cái sự đó là sự bạc bẽo chứ không phải gọi là thương nữa đúng không à, trong khi năm cũng thừa nhận gần á, là chị hà rất là tốt chị hà lo mằng ăn và hiếm có một cái người con dâu như vậy thì tại sao mình thấy như vậy mà mình không la con mình bắt con mình hoặc bắt cháu mình phải qua bển à, mà quay cái qua ủng hộ cứ nói là ở đây á chưa ai khẳng định rằng là anh tính ra tay với vợ anh từ những cái việc của anh làm người ta mới nghi ngờ gọi là nghi ngờ ảnh có ra tay hay không chứ không ai khẳng định cho nó đó, mà có hay không và tại sao mà rất là nhiều những trường hợp giống anh Tuấn này mà người ta bao giờ người ta nghĩ là chồng người ta đâu nhưng mà trường hợp này người ta lại nghĩ đó. rồi năm nói rằng là ví dụ con bé Linh để bé Linh nói như vậy con nói năm nghe nè con bé Linh nó nó 18 tuổi nó 18 tuổi nó 18 tuổi rồi năm ơi chứ không phải là nó một hai tuổi hay là ba bốn tuổi mà cho cục kẹo cho miếng tiền cho miếng bánh cái là nó nói theo đâu không hề 18 tuổi rồi nó đủ nhận thức đủ trình độ và đủ chính kiến của mình khi nói về sự việc bây giờ năm thử gai năm kiếm một đứa con của một ông nào mà năm kêu nó nói về nó xấu ba nó học mẹ nó năm cho nó năm 000 ngàn nó có nói không nó không lại quay lại nói ủa cô bị cái gì vậy đúng không mà tại sao bé linh nó lại nói như vậy thì phải nói như thế nào thì tại vì trong cái cuộc sống gia đình anh tuấn này đã đối xử tệ bạc những cái người mà ngoài mà ta nhìn thấy nó, nó chỉ có một phần hai phần thôi bé linh là người trong nhà những khi bé nhìn thấy được nhiều cái mà cảm thấy tức tối cho mẹ của mình luôn à, tức tối cho mẹ của mình luôn à, và có những cái động thái có những động tác mà có thể là nhiều lần mà nó cũng y như vậy nên khi mà xảy ra cái câu chuyện này nè nên khi mà xảy ra câu chuyện này nè là bé linh gọi là e bé linh đi, à, tại vì nhỏ tuổi hơn mình rất là nhiều. gọi là bé linh đi, à, nó sẽ nhìn nhận ra và nó biết rằng không ai hết chỉ khúc ba nó mới có làm như vậy đó, đúng không? giả sử như đó, nó nói rằng đó, à, giả sử như mẹ buồn đó, hay tâm sự với con là con gái nữa, giả sử buồn chuyện gì đó, thì bé linh nó phải biết à chắc mẹ tôi buồn những cái chuyện đó nên mẹ tôi mới nghĩ quẩn như xuống dưới hoặc là buồn ở chuyện gì đó, đúng không? còn lần này á bé linh nó khẳng định như vậy là biết rằng ở trong cuộc sống mẹ nó không có buồn mẹ nó không, không không có nhu cầu mà phải mà gieo mình xuống dưới nữa nhưng mà tại sao đi cái chuyến đó xong về mẹ nó lại như vậy đó, vì nó Vì gì nó mới căng đấy nó năm lên năm biện hộ nữa đi năm lên năm giải thích nữa đi thấy không tất cả mọi thứ quá ràng năm càng nói ra năm càng sai à, sai từ đầu tới đuôi mẹ chị hà ba giờ mới nhận được cái cuộc gọi thì năm ơi làm gì mà gia đình chị hà mà qua trước năm được anh tuấn lại gọi cho chị hà sao em nhớ lúc đó là 10 giờ 57 phút hay gì đó cô chú chị mà sao thì năm đó là 11 12 giờ nó không hiểu luôn đang cố tình chối quanh co cô chú anh chị đang cố tình chối quanh co mà nó càng sai tại vì nếu nó là một sự thật thì mình nói từ đầu đến nó 10 lần 100 lần 1.000 lần đấy chẳng nữa thì nó cũng đều có một câu chuyện hết còn khi mà mình đã nói láo rồi á thì mình nói 10 lần là khác 10 lần bảo đảm luôn bởi vậy ha năm, năm càng nói năm càng ấy không à, đó năm càng nói năm càng thấy sợ à? À, rồi rồi năm nói gì nữa năm nói rằng á là à, năm rất là buồn và gia đình bên đó rất là buồn nhưng mà không thấy ai không thấy ai buồn hết á ít ra buồn á thì mình cũng phải làm cái gì đó cho con dâu cho cháu mình học đi qua thăm đi nói chuyện với bà xui còn lần này không ai mà đi qua tới nhà chứ hỏi tại sao người ta không giận người ta sống nghi ngờ người ta gả con gái con gái người ta đâu có làm gì mà gọi là bên đây ghét hay là không có làm cái gì mà bên đây sai trái với bên nhà trai đâu mà bên nhà trai đang làm sai trái đúng không? Đó. mà chưa mới cúng thắp thứ năm thôi mà cháu của năm á đã đến nhà và hâm người ta rằng là ừ nếu mà có giấy tờ rồi thì chưa biết ai đuổi ai chưa uh, gì rồi uh, để tính để coi sao vậy là tính coi sao như gì đúng không à, thật sự ra câu chuyện này quá nhiều cảm xúc cô chú anh chị thì chủ nhật tuần này nè cái chủ nhật tuần này là một cái chủ nhật mà rất là gay cắn nha theo em được biết là anh tuấn cùng với gia đình sẽ xuống nhà để mà mượn cớ là cúng cúng 100 ngày cho chị hà thì sau đó làm gì thì em không khẳng định được nha cô chú anh chị ha nó sẽ chạm chán đó à, lúc đó thì không biết sẽ như thế nào đây em cũng rất là lo lắng nên ngày hôm đó em sẽ cố gắng đi sớm để mà chia sẻ đến cho cô chú anh chị để chúng ta thấy được những cái hình ảnh những cái thước phim cũng giống như là những gì sẽ xảy ra các buổi đó coi nhà anh đứng xuống như thế nào nha ai xuống ra năm mười mười lăm xuống nha víu rồi tại sao phải lên nói tại vì á muốn trắng ngang muốn hù dọ tại vì muốn cho mấy này im đe dọ hàng, hàng ngày em nhận được hàng chục cuộc điện thoại là nếu mày nói nữa thì tao sẽ như thế này rồi hẹn gặp mày đây rồi này kia bởi đó là lý do mà tại sao em rảnh em mới ngồi nghe điện thoại còn không rảnh thì nhiều khi không có nghe điện thoại được cô chú anh chị điện cho em á không liên lạc được á, thì cô chú anh chị cũng thông cảm cho em nha chứ nhiều khi em đi em không có liên lạc em không có bắt điện thoại được đó với điện thoại nhiều khi cũng mệt mỏi lắm cô chú anh chị mình phải tịnh mình làm và cái mục tiêu của em chỉ có một thôi là làm sáng tỏ câu chuyện của chị hà thôi đó, ai làm gì làm nhưng mà em chỉ làm sáng tỏ thôi đó và chủ nhật tuần này á, thì rất là căng thẳng nha cô chú anh chị vì quý vị biết rằng á, thì gia đình của chị Hà đã gửi đơn lên các cấp cao rồi và người ta đã thu lý và như là đã có những cái bước ban đầu là nghe nói là đã mời một số người có liên quan lên để làm việc rồi đó và thời điểm này là thời điểm rất gây cấn nha đó thì em cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị một số những cái thông tin ngày hôm nay sau những cái lời nói của cô nơi chị năm thôi thì cô chú anh chị thấy hay nhớ nhắn subscribe và chia sẻ giúp em nha Mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.